Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái siêu phẩm động cơ liền hộp số xe máy. Cái này nó chính xác hơn là một cái dạng bộ kit chuyển đổi từ xe máy sang xe điện. Cái này nó được lắp một cái động cơ liền vào một cái hộp số xe máy luôn. Đấy. Và nó cũng có đầy đủ 4 số. Thằng này thì sử dụng côn tay các bạn nhé. Nhông trước là nhông lớn, vẫn bắt trục nhông bình thường. Đây, bắt nhông xích vào đây. Tức là các bạn sẽ bỏ cái động cơ xe máy đi và lắp cái động cơ này vào, có số xiếc đàng hoàng. Đây là cái dây báo số này. Động cơ này bên em đang có hai loại, là loại 2000W và loại 3000W. Thì cái bộ này lắp được hầu hết cho tất cả các loại xe số các bạn nhé. Đấy. Thì em sẽ đo cho các bác một số cái kích thước để các bác tự ấm định vào những cái xe máy số của nhà mình. Chứ em cũng không biết hết được tất cả các loại xe máy. Thì tin của cái loại đây là kích thước của cái ốc treo đằng trước và đằng sau từ dưới lên trên là 16 này. Đấy. Kích thước treo ốc phía đằng trước này là 20-21 này. Đấy, máy thì giống như máy xe máy bình thường mà. Nó chỉ không có cái đầu xi lanh nổ. Nó không có đầu piston điện đằng trước. Đây, đằng trước là 10 cm này. Cho nên là tất cả các loại máy xe số là đều lắp được nhé. Đây là phần côn tay này. Đây là tổng thể như vậy. Kích thước ngang thì cũng nhỏ gọn thôi. Nhỏ gọn y như cái xe máy của các bạn thôi. Đây, chiều ngang của nó là từ bên này qua bên kia là 27 cm. Lắp vào là vừa luôn. Từ đằng trước về đằng sau thì nó còn ngắn hơn cả của xe máy ấy. Là nó khoảng 24 cm. Ở trên này thì nó trang bị cho một bộ điều khiển. Đây là bộ điều khiển 2000W này. Đây, rắc cắm chống nước này. Và một bộ rắc chức năng này. Bên em sẽ hướng dẫn đấu nối cho khách hàng hết nhé. Đây là một cái cục hạ nguồn chuyển điện từ điện 4860 xuống điện 12V các bạn nhé. Còn đây là cái bộ ga này các bạn bắt cái dây ga xe máy vào đây nhé, xỏ cái dây ga xe máy vào đây, xong rồi kéo vào đây, rồi kéo cái ga như này, rồi ga nó sẽ chuyển thành ga điện. Nhưng cái này thực tế thì không cần thiết lắm, bởi vì là các bạn có thể bỏ cái xe ga xe máy đi và các bạn lắp thẳng cái tay ga xe điện vào, đấy cũng được. Trọng lượng của một cái bộ này nó rơi vào khoảng 10 đến 12 kg, tùy loại 2000W và loại 3000W các bạn nhé. Đấy, bên em có hai phiên bản 12V, hai phiên bản 62000W và 3000W. Mọi chi tiết đặt hàng thì vui lòng liên hệ 0966 818 955
hoặc là 0983818955. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.